khi mẹ bảo ba bằng hữu chơi ngoan nhé, không leo trèo nghịch ngợm để mẹ còn nấu nướng cơm, và hậu quả là thấy mẹ phơi quần áo, con cũng lôi bỉm ra phơi cho cơ mẹ nhé. Chơi mệt quá rồi con cũng chẳng thế nhớ lời mẹ dặn nên đành ngủ luôn thôi, theo bất cứ tư thế nào khi gục xuống. Con có thể ngủ bất chấp mọi nơi, dù lúc đó đang ngồi ăn và chân con ở ghế ăn còn đầu con vụt vào ghế ngồi. Đang chơi trốn tìm nhưng buồn ngủ quá, con ngủ tạm ở cục nóng điều hòa mẹ nhé. Đừng ngủ khi con còn thức. Chưa tới mùa đông, chưa có tuyết thì các con có thể tạo tuyết bằng đường. Nghịch thế này thì mẹ dọn mấy tiếng mới xong. Khi mẹ đang bận nấu nướng ăn bảo con chơi ngoan thì hai đứa con cũng đang cố biến phòng khách thành bể bơi. Dù đi chưa vững nhưng con sẽ cố kéo rèm cửa xuống để làm đồ chơi khi chán mọi món đồ chơi cũ. Mẹ nói con ngồi xem TV đi nhé thì sau khi xem chán con sẽ đập ra xem bên trong nó có thứ gì. Khi muốn tìm một đôi giày đi tới lớp, con sẵn sàng tung cả giá giày cho mẹ dọn mệt nghỉ. Mẹ dặn vào kẻ ngoan đi con, và cảnh tượng là như thế này. Bày bừa khắp phòng và đuổi thỏ ra khỏi chuồng để nằm trong chuồng thỏ là một trong những hoạt động mến mộ của con. Mẹ bảo vào bếp lấy hộ mẹ món đồ, thì sau đó mẹ sẽ tá hỏa khi thấy nhà bếp dâng đầy chai lọ gia vị theo nghệ thuật sắp đặt của con.